nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn sùng đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thâm nhật của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả ông bà anh chị em và ở cùng cha. Kính thưa ông bà anh chị em, hôm nay là chủ nhật tuần 32 mùa thường niên. Trong tháng này chúng ta nhớ bày những người đi trước chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa thương xót và đem họ vào đời sống vĩnh cửu. Kinh thánh hôm nay nói cho chúng ta biết chúng ta không cần khóc lóc như những người không có hy vọng, vì đức tin của chúng ta cho chúng ta niềm an ủi. Ai chết trong Chúa Kitô thì sẽ sống lại với Ngài. Và trong tuần này chúng ta cũng mừng lễ các thánh tử vì đạo Việt Nam. Chúng ta cầu xin Ngài giúp chúng ta sống đời sống yêu thương như các ngài để mai sau chúng ta về được với Chúa. Bây giờ chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xin phép tự hành một nhiệm thần. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi ngày. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thân và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúa, đi vinh quang cao cả trời.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin để xa những gì cản bước tiến chúng con trên đường về với Chúa, để một khi xa cùng thánh thần, chúng con được hoàn tất toàn tự do thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và đêm tri cùng Chúa hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài chính sách khôn ngoan. Đức khôn ngoan sáng chói và không hề tàn tạp. Ai mến chuộc đức khôn ngoan thì đức khôn ngoan dễ dàng cho chiêm ngưỡng. Ai tìm kiếm đức khôn ngoan thì đức khôn ngoan cho gặp. Ai khao khát đức khôn ngoan thì đức khôn ngoan đi bước trước mà tỏ mình cho biết. Ai từ sáng sớm đã đi tìm đức khôn ngoan thì không phải nhọc nhằn vất vả, họ sẽ thấy đức khôn ngoan ngồi ngay trước cửa nhà để tâm suy luyện về đức khôn ngoan là đạt được sự minh mẫn toàn hảo. Ai vì đức khôn ngoan mà thức khuya dậy sớm sẽ mau chút được mọi lo âu. Vì những ai xứng đáng với đức khôn ngoan thì đức khôn ngoan rảo quanh tìm kiếm trên các đèo đường họ đi. Đức khôn ngoan liền lở xuất hiện mỗi khi họ suy tưởng điều gì, đức khôn ngoan đều đến với họ. Đó là lời Chúa. Thank you.
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Thưa anh em, về những ai đã ăn giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Kitô đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giêsu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu. Dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này, là chúng ta, những người đang sống, những người còn lại vào ngày Chúa quang lâm, chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã an giấc ngàn thu đâu. Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và chúng ta đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên, rồi đến chúng ta là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Vậy anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dùng ngôn này: Nước trời giống như 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. 5 cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo, còn những cô khôn ngoan đã mang đèn phải đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bây giờ các trinh nữ đều trỗi dậy sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô công an rằng: Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả. Các cô không quen đáp lại rằng: E không đủ cho chúng em và các chị ra nhà hàng mà mua thì hơn. Sau khi họ đang đi mua thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng người đáp lại: Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi. Vậy các con hãy tỉnh thức, để các con không biết ngày nào giờ nào, vì các con không biết ngày nào giờ nào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Kính thưa ông bà chị em, tựa đề của các bài đọc hôm nay nói về
sự khôn ngoan Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta hưởng sự sống đời đời. Bài đọc 1 cho chúng ta biết ai tìm kiếm sự khôn ngoan thì sự khôn ngoan sẽ cho người ấy gặp. Chúng ta nhớ câu chuyện của vị vua Solomon. Chúa cho ông ta những gì ông ta ước muốn, không ông ta có thể được chọn lựa quyền lực và sự giàu có, nhưng ông ta lựa chọn sự khôn ngoan. Chúng ta nghe rằng sự khôn ngoan giúp ông ta trở thành một nhà vua vĩ đại vì ông ta đã được đầy học vấn Thiên Chúa. Trong bài tin mừng, Chúa Giêsu kể cho chúng ta câu chuyện về nước trời như 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chính chú rể, 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. 5 cô khờ dại mang đèn không có dầu và 5 cô khôn ngoan mang đèn đầy dầu. Lúc chú rể đến trong đêm, Ngài mời 5 cô khôn vào thành và đóng cửa. 5 cô lực khờ dại đến trễ nên không được vào. Nhiều năm trước, con không hiểu câu chuyện này. Lúc đầu, con thông cảm cho 5 cô khờ dại và dặn 5 cô khôn vì các cô không chia sẻ dầu. Con đã học nhiều về giới răng yêu thương trong lớp giáo lý, nhất là phần yêu người. Chúa muốn chúng ta chia sẻ những gì chúng ta có với anh chị em chúng ta. Vậy tại sao Chúa thưởng cho các cô ích kỷ, các cô không ngoan đó? Để hiểu câu chuyện này, chúng ta cần hiểu sự không ngoan Thiên Chúa. Vậy sự không ngoan Thiên Chúa là gì? Vì nếu vua Solomon vĩ đại như vậy và các cô không ngoan được mời vào thành, chắc ai cũng muốn sự không ngoan đó phải không? Ông bà anh chị em thân mến, chìa khóa để hiểu câu chuyện này và hiểu biết sự không ngoan Thiên Chúa là lời cảnh báo của Chúa Giêsu ở cuối tin mừng. Vậy anh em hãy cảnh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Sáng hôm qua, có một gia đình mẹ đến gặp cha xứ, cầu xin cha đến nhà để sức dầu cho người mẹ của họ mới qua đời. Cha xứ xin lỗi và cho họ biết bí tích sức dầu thánh chỉ là cho những người còn sống, những người đang hấp hối, nhưng không phải cho những người ra đi. Họ đi về buồn vì không biết sự bình an của người ra đi. Ông bà, chị em thân mến, 10 câu trinh nữ trong chuyện Chúa Giêsu đã kể đã chết rồi. Các cô không mang dầu tình yêu, dầu bác ái, dầu tha thứ, dầu khiêm tốn, đầy đủ dầu cho chiếu sáng đường đi của họ đến đời sống vĩnh cửu. Các cô dạy không mang dầu vì đời sống các cô có nhiều thiếu sót tình yêu, thiếu sót tha thứ, thiếu sót bác ái, thiếu sót lòng khiêm tốn. Con hiểu rằng dầu các cô trinh nữ mang trong câu chuyện không có thể chia sẻ được, vì dầu đó đến từ tâm linh và tâm lòng cả đời sống của các cô đó. Các cô không sống đời sống tốt, các cô đã được hưởng sự sống. Và các cô dạy sống đời sống xấu thì sẽ ở trong bóng tối sự chết. Kính thưa ông bà, anh chị em, đây là sự không ngoan Thiên Chúa. Đó là chúng ta cần sống đời sống mến Chúa yêu người cả đời sống chúng ta. Vì chúng ta không biết ngày bây giờ chúng ta sẽ ra đi. Con hỏi ông bà, anh chị em, chúng ta có đủ dầu đến trước cửa thiên đàng và được Chúa mời, Chúa Giêsu mời gọi không? Nếu không, chúng ta biết chúng ta cần làm gì để tìm dầu cho đến đời, cho đèn đời sống chúng ta. Mình máu thánh Chúa Kitô giúp chúng ta sống đời sống không ngoan trong đời. Vì lúc nhận lãnh mình máu Chúa, chúng ta sẽ trở thành như Ngài. Chúng ta cần vác thánh giá theo chân Chúa, đem tin mừng tình yêu nước trời cho các nhân dân. Để con xin nói vài lời tiếng Anh. Brothers and sisters, in the gospel today, Jesus tells us a story about heaven, about the banquet at the end of our life. And he tells it that there's 10 virgins carrying their lamp to meet the bridegroom. 5 of them were wise and 5 were foolish. The 5 wise ones brought enough oil for their lamp, but the foolish one did not bring enough. So while they're waiting for the bridegroom to come, all of them fall asleep. And when the bridegroom came, they all woke up, and the foolish virgin asked the wise one,
Can you share, sister, can you share the oil with us? But the wise one said, we don't have enough for ourselves to share. Why don't we go and buy some? So while all the other, the foolish virgin went to buy the oil, the bridegroom came and took the five wise virgins to heaven. And the question is, why didn't they share? And also, why didn't God accept them all? The oil in the lamp signifies a lifetime of good work. You cannot share all the good things that you do with someone else. If you're kind to someone, you cannot share that kindness because that person has to be kind themselves. So whatever you do, you have to live a life of good work. And I have a story to share with you. It's called The Obstacle in the Path. So the story tells about what we can do in our life to build up the oil of good work so that we have enough oil to light our way to God. So in ancient time, a king put a boulder on the roadway. Then he hid himself and watched to see if anyone would move that boulder out of the way. Some of the king's wealthiest merchants walked by, and they saw the boulder and they complained, "Why is there a boulder on the road?" And then they blamed the king. And some other people came, businessmen. And they looked at the boulder and they walked around it, complaining, "This kingdom is falling apart because there's junk on the streets." Well, many people blamed the king loudly for not keeping the roads clear. But one day, a peasant came. And as he walked along the way, he and his daughter saw the boulder. They put their stuff down, and they both pushed very hard to move the boulder because they know that the boulder would stop some people and they would prefer that people walk a safe path. So both of them strained very hard, and they're able to remove the boulder. And when they moved the boulder, they noticed a bag below the boulder, and it's full of silver coins. And with that coin, they both were able to change their lives. Because when they move the boulder, they don't think about themselves. They think about helping others. And that's the oil that is in the lamp today that Jesus talked about. So in our life, we have to build up the oil of good work. All the things that we do for our brothers and sisters. But if we do it for us, we don't get any. But if we do for others, we help each other get to heaven. Because that oil is the wisdom that God gives us. That we have to live a lifetime of being a kind person, of being a nice person, a loving person, so that when God sees us, He recognizes us. But those who don't have love in their hearts don't have the light of Christ. And for that reason, they're out in the darkness like the foolish virgin. So we strive our entire life to live the life that God wants us to live. And that is the key to the kingdom of heaven. That we shine like Jesus, that we receive from the new Christ. Bây giờ chúng ta đứng lại tương xin đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thần trời đất, vốn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa. Anh xem đời anh xem.
Với tâm tình cảm phục và yêu mến các bậc anh hùng trong đời sống đức tin, chúng ta cùng nhân lời nguyện xin: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các mục tử trong hội thánh luôn nhiệt thành và can đảm chấp nhận mọi khó khăn thử thách trong sứ vụ loan báo tin mừng cho con người thời đại hôm nay, vì tình yêu Đức Kitô và phần rỗi của nhiều người. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa ban lời chúng con. Các thánh tử đạo Việt Nam là những chứng nhân anh dũng về lòng mến Chúa yêu người và tình yêu quê hương dân tộc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết tìm hiểu và nhìn nhận sự thật, nhờ đó bỏ đi mọi thành kiến sai lầm về người Công giáo để cùng cộng tác với nhau xây dựng đất nước tốt đẹp hơn. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Các thánh tử đạo Việt Nam đã can đảm vác thánh giá theo chân Chúa đến cùng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bạn trẻ Công giáo biết noi gương các thánh tử đạo Việt Nam, mạnh mẽ khước từ những cám dỗ, can đảm tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô bằng lối sống trung thành với lời Chúa dạy, và hăng say rao truyền tin mừng nước Chúa cho những người chưa nhận biết Ngài. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Các thánh tử đạo Việt Nam đã đổ máu ra để hạt giống đức tin trổ sinh nhiều hoa trái. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn sẵn lòng đón nhận thánh giá mỗi ngày với một tình yêu lớn nhất dành cho Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và anh chị em đồng loại theo gương các thánh tử đạo Việt Nam. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nhờ lời truyền cầu của các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đã ra đi trước chúng ta sớm được hưởng nham thánh Ngài, đặc biệt các linh hồn của những ý chỉ chúng ta cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay: Vicente Vũ Đức Thành, Michael Cao Quang Tín, Joan Bautista Huỳnh Trọng Tuấn, Giuse Vũ Văn Nho, Maria Nguyễn Kim Phượng, Madalena Trương Thị Du, Maria Margarita Nguyễn Thị Tuyết, Maria Nguyễn Thanh Ngọc, Giuse Nguyễn Đắc Vinh, Teresa Đặng Thị Lường lễ dỗ lần thứ 18, Francisco Xavier Hồ Hy Du, Teresa Đinh Kim Hương, Marta Ngô Thị Diệp, các linh hồn tổ tiên, tiên nhân, ông bà nội ngoại, cha mẹ, thân nhân, mồ côi, thai nhi, Phêrô Mai Khương, Maria Trần Thị Lợi, Phêrô Mai Văn Ninh, Phaolô Đinh Văn Lãnh, các linh hồn Maria Teresa Marta, cầu cho các đẳng linh hồn Gioan Lê Trung Đạo, Maria Madalena Lê Thị Ven, Anna Đặng Thị Đàn, Maria Francois Lê Hồng Mai, Giuse Lê Trung Huấn, Giuse Lê Trung Hải, Maria Trung Thanh Hải, Tomaso Đặng Xuân Hòa, Maria Phạm Thị Liễu vừa mới qua đời, Giuse Nguyễn Văn Hồ, Teresa Nguyễn Thị Thanh, Maria Nguyễn Thị Huệ. Xin tạ ơn Chúa, xin ơn bình an, xin ơn chữa lành cho người thân. Các chị em tạ ơn trái tim mẹ Maria và xin cầu cho các linh hồn. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Một
một phút thinh lặng để mỗi người trong chúng ta dâng lên những ý nguyện riêng của mình trong thánh lễ hôm nay. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con những chứng nhân đức tin anh dũng. Nhờ lời các ngài nguyện giúp cầu thay, xin Chúa thương nhận những ước nguyện chúng con vừa dâng, để chúng con can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Cùng một thế thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng ta ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và bình cũ, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mê. Cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Nhật Giáo Rồi chúng con và toàn thể giáo sĩ, xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh, nhất là các thánh tử đạo nước Việt Nam đã sống đẹp lòng Chúa qua mỗi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh hiệu và vinh quang được quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa Cụ Thê và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Thầy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Thank you.
con cho khỏi sự dư. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dư, xin đôi chân cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đón lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn khoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con đến mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đến cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đôi chân ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trí muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng ông bà anh chị em.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con xin hết lòng khen ta vì Chúa đã dùng của ăn thánh bởi dưỡng chúng con và thuấn đổ trên chúng con sức mạnh của Chúa. Xin tiếp tục ban ơn Thánh Thần giúp chúng con bình chí sống cuộc đời ngay thẳng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Xin mọi người ngồi, chúng con trong đó. Ngày tìm hiểu về ơn gọi thiên chức linh mục của địa phận của chúng ta là ngày 14 tháng 11 năm 2020 từ 8 giờ 30 sáng đến 3 giờ 30 chiều. Các bạn trẻ nào có ý định tìm hiểu về ơn gọi thiên chức linh mục xin vui lòng liên lạc trực tiếp với cha chánh xứ tại văn phòng của giáo xứ. Những ai chúng ta cần có nhu cầu về vấn đề thực phẩm xin vui lòng liên lạc số điện thoại 619-323-2841 619-323-2841 hoặc liên lạc trực tiếp với văn phòng của giáo xứ. Kính thưa quý bà và anh chị em, vừa rồi cộng đoàn của chúng ta cùng hiệp dân thánh lễ cùng với cha chủ tế để mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta, và ngày mai cộng đồng Công giáo Việt Nam tại giáo phận San Diego cũng sẽ long trọng mừng kính lễ các thánh tử đạo Việt Nam tại nhà thờ Chúa Chiên Lành vào lúc 2 giờ chiều dưới sự chủ tế của Đức Giáo mục Giáo phận cùng với các cha Việt Nam trong cộng đồng của chúng ta. Vì vấn đề thời tiết, do thánh lễ thay vì ngoài trời sẽ được chuyển vào bên trong thánh đường. Do đó, quý ông bà và anh chị em nào mà chúng ta đến sớm thì có thể có chỗ bên trong. Còn nếu mà chúng ta không thể đến sớm được mà chúng ta đi trễ đó thì xin vui lòng mang theo ghế để chúng ta có thể ngồi được phía bên ngoài nhà thờ. Và còn nhắc lại, thánh lễ được bắt đầu lúc 2 giờ chiều vì không có việc tung kinh sương thánh, do thánh lễ được bắt đầu đúng 2 giờ. Xin quý ông bà và anh chị em chúng ta có chút thời giờ để hiện cùng với các cộng đoàn bạn chúng ta một lần nữa mừng đại lễ các thánh tử đạo Việt Nam, để qua đó nhờ lời chuyển cầu của các ngài ban cho tất cả chúng ta được hồn an sắc mạnh và cho quê hương tổ quốc Việt Nam đạt được nhiều điều tốt đẹp hơn. Rất cảm ơn quý ông bà và anh chị em. Chúa ở cùng anh chị em. Xin mọi người cúi đầu nhận lời rất thành trọng thể của các thánh tử đạo. Thiên Chúa là vinh quang và niềm vui của các thánh tử đạo Việt Nam đã cho anh chị em được nâng đỡ nhờ những lời nguyện cầu tuyệt hảo. Xin Ngài ban cho anh chị em được hưởng phúc lành bền lâu. Anh chị đã được giải thoát khỏi những sự dữ đời này nhờ lời chuyển cầu của các thánh tử đạo Việt Nam và được chỉ bảo nhờ mẫu gương đời sống thánh thiện của các ngài. Xin Chúa cho anh chị em luôn biết chú tâm làm tôi Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Cùng với toàn thể các thánh, xin cho anh chị em đem được hưởng niềm vui thiên quốc nơi hội thánh hân hoan liên kết con cái mình với công dân Đức Chúa trong bình an muôn đời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi, để sống chúc anh chị em đi bình an.